Kính chào quý vị, tôi là Phạm Mỹ Linh, giám đốc điều hành trung tâm cộng đồng An Mỹ. Chúng tôi đồng hành cùng thành phố San Jose hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ giải quyết các vấn đề trong mùa dịch COVID-19. Như quý vị đã biết, quận ban hành các sắc lệnh thay đổi vài tuần một lần. Tất cả các thông tin này có thể tìm thấy bằng nhiều ngôn ngữ trên trang web của quận Santa Clara www.scc.gov. Tất cả các doanh nghiệp cần thực hiện các quy định chung bao gồm tập huấn cho nhân viên của quý vị về vệ sinh an toàn, rửa tay và sử dụng đồ bảo hộ như khẩu trang, cho bảng chỉ dẫn để khách hàng biết cách họ có thể giúp đỡ, vệ sinh kỹ lưỡng trụ sở và nơi làm việc của nhân viên vài lần một ngày, và nếu có thể khi tổ chức cuộc họp với nhân viên hay tổ chức qua các dịch vụ trực tuyến, ngừng dùng chung dụng cụ ăn uống. Quý vị cần giới hạn số lượng người trong cửa hàng theo sự hướng dẫn của quận dành cho quý doanh nghiệp tại www.scc.gov, dự trữ đầy đủ mặt nạ và găng tay cho nhân viên. Quý vị phải cho nhân viên của mình biết họ sẽ phải xét nghiệm COVID-19 hàng tháng. Ở quận của chúng ta, việc xét nghiệm được miễn phí. Quý vị không cần có bảo hiểm hoặc đơn của bác sĩ, nhưng cần phải lấy hẹn. Thành phố San Jose có nhiều cộng sự cung cấp dịch vụ miễn phí để giúp quý vị giải quyết vấn đề và sẵn sàng để mở cửa lại. Hãy liên lạc với SBPC hoặc A New America hoặc MBTA, Score, SSCB và BusinessOwnerSpace.com. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gửi email cho chúng tôi covid19business@sanjoseca.gov. Xin được gặp quý vị trong các chương trình sau. Xin cảm ơn quý vị.